nhân dân cha và con và thánh thần amen kính mời cộng đoàn chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa của Chủ Nhật thứ hai mùa Chay tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marco khi ấy Chúa Giêsu đưa các ông phêrô, giacôbê và Gio-an đi riêng ra với người và dẫn họ lên núi cao rồi người biến hình trước mặt các ông áo người trở nên rực rỡ trắng tinh, không thợ giặt nào trên trần gian có thể giặt trắng đến thế. Rồi ông Elia cùng ông mô hiện ra với họ và đàm đạo với Chúa Giêsu. xu Bây giờ ông phê lên tiếng thưa cùng Chúa Giêsu rằng, Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm. Chúng con xin dựng ba lều, một cho Thầy, một cho ông mô và một cho ông Elia. Ông phê không biết phải nói gì vì các ông hoảng sợ. Lúc đó, một đám mây bao phủ họ và từ đám mây có tiếng phán rằng đây là con ta rất yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời người. Bỗng nhìn chung quanh, các ông chẳng còn thấy ai ngoài một mình Chúa Giêsu và các ông. Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu -xu ra lệnh cho các ông đừng thuộc lại cho ai những điều vừa xem thấy trước khi con người từ cõi chết sống lại. Các ông tuân giữ những lời đó nhưng vẫn tự hỏi từ trong cõi chết sống lại nghĩa là gì. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, hôm nay chúng ta bước vào chúa nhật thứ hai mùa chay với lời Chúa của chủ nhật thứ nhất mùa chay của tuần trước. Giáo hội mời gọi chúng ta cùng với Chúa Giêsu bước vào trong hoang địa. Thì với lời Chúa của Chúa Nhật thứ hai mùa chay hôm nay, giáo hội mời gọi chúng ta cùng đi lên núi với Chúa Giêsu vào sa mạc để sống tinh thần khổ chế chay tịnh, lên núi cao để được biến đổi canh tân. Theo quan niệm của người Do Thái, núi cao là nơi Chúa ngự vì thế lên núi là đi gặp gỡ chúa lên núi là một việc làm đòi hỏi nhiều cố gắng phải dứt bỏ khỏi những ràng buộc của cuộc sống thường ngày với những lo toan bận biệu cho bản thân cho gia đình phải dành thời giờ rộng rãi cho việc leo núi phải phấn đấu với bản thân khi leo lên độ cao dốc giác khó đi nhưng lên đỉnh rồi ta sẽ thấy tâm hồn nhẹ nhàng thư thái có hai cuộc lên núi được đề cập trong lời Chúa hôm nay, đó là bài đọc một và tin mừng. Abraham và Sarah sinh được một người con là Isaac khi tuổi đã cao. Tuy vậy, Chúa muốn thử thách lòng trung thành của Abraham và người truyền cho ông xác tới con mình để làm của lễ toàn thiêu trên một ngọn núi. Dưới ngòi bút của tác giả Abraham được diễn tả như một người kiên định và hoàn toàn phó thác vào Chúa. Đối với ông, thánh ý Chúa là điều tối quan trọng, những điều khác chỉ là vô nghĩa, kể cả đứa con độc nhất của mình. Abraham đã trung thành với Chúa và Chúa đã can thiệp. Abraham vẫn giữ được đứa con của mình và còn được Chúa lập lại giao ước. Câu chuyện của Abraham thúc giục chúng ta tin mạnh mẽ hơn vào Chúa, dứt khoát chấp nhận lời Chúa mà không so đo hơn thiệt như hành trình đi lên núi. Có như vậy, chúng ta mới được chấp nhận vào giao ước mà Chúa đã thề hứa với Abraham và miêu duệ ông đến muôn đời. Anh chị em thân mến, bài đọc 1 của Chúa Nhật tuần trước nói đến giao ước của Chúa với Noe Ngài hứa không còn phạt loài người như trong vụ đại hồng thủy nữa. Còn bài đọc hôm nay, Chúa hứa ban phúc lộc trang hòa cho Abraham, dòng dõi ông sẽ nhiều như sao trên trời và như cát ngoài biển. Mọi dân tộc trên mặt đất sẽ nhờ con cháu ông mà được hạnh phúc. Qua đó cho thấy một sự tiến triển trong giao ước, Chúa muốn con người được phát triển và hạnh phúc. Điều này được Thánh Phaolô khẳng định trong bài đọc 2 chúa cha đã không từ khước ban con một mình chịu chết để cứu chuộc ta thì hỏi có gì và có ai khiến ta phải sợ hãi nữa để ta được hạnh phúc ngài đã hy sinh đền cả người con yêu dấu của mình thì hỏi ai còn có thể nghi ngờ về lòng người thương ta và thương ta đến như vậy mà người không muốn cho ta được hạnh phúc sao Abraham chưa phải hy sinh đứa con mà đã được hạnh phúc chan hòa, còn Chúa Cha đã hy sinh con mình thật sự cho chúng ta. Cuộc lên núi thứ hai là của Chúa Giêsu và ba môn đệ. Ở trên núi các ông đã được chiêm ngưỡng Chúa Giêsu biến đổi hình dạng, y phục trở nên trắng như tuyết, khuôn mặt người sáng láng. Các ông ngỡ ngàng trước cảnh tượng mà các ông nhìn thấy. Chúa Giêsu không còn dáng vẻ của một người bình thường như mọi ngày, nhưng người đã tỏ hiện vinh quang Thiên Chúa, vinh quang sáng ngời, quyền năng mạnh mẽ. Môsê tượng trưng cho lề luật và Elia tượng trưng cho truyền thống ngôn sứ hiện ra cùng lúc để làm chứng về Chúa Giêsu. Phêrô trong giây phút hạnh phúc tuyệt vời đã xin Chúa cho dựng ba cái lều để ở lại vĩnh viễn trên núi nhưng giây phút hạnh phúc thật ngắn ngủi. Đức Giêsu đưa các môn đệ xuống núi để chu toàn nhiệm vụ ở trần gian. Đức Giêsu phải chịu đau khổ, chịu vác thánh giá, chịu đóng đinh, chịu chết và phục sinh. Nhưng nhờ sự biến đổi này, các môn đệ xác tín vào thầy mình. Dẫn họ đã từ bỏ mọi sự mà tin theo. Mùa chay là mùa lên núi. Trong cuộc sống thường ngày, Giữa bao bon chen tính toán trần tục, chúng ta thường bị cám dỗ và có nguy cơ trở nên tầm thường, ti tiện. Mùa chay là mùa lên núi để tập sống tinh thần của Abraham, tiểm thác cậy trông vào Chúa. Để có thể leo lên đỉnh núi, phải bỏ bớt những đồ dùng và hành trang không cần thiết. Cũng đã có nhiều người bỏ dở ngang đường vì không đủ can đảm trút bỏ những vướng víu ngăn cản tiến lên. Mùa chay giúp ta nhìn lại chặng đường mình đã đi. Có khi không phải là lên cao, nhưng trái lại đang là những tuột dốc làm cho chúng ta ngày càng trở nên rời xa Chúa và xa rời anh chị em mình. Lên núi chính là những giây phút dành cho việc cầu nguyện, tiếp xúc thân mật với Chúa, tham dự thánh lễ, đọc kinh, những buổi tịnh tâm Để đến với Chúa và sống kết hiệp với Ngài trong những giờ cầu nguyện, ta phải phấn đấu rất nhiều bằng những cố gắng dứt bỏ những ràng buộc làm cản bước chúng ta đến với Ngài. Sám hối ăn năn giao hòa với Chúa và với anh chị em, từ bỏ lối mòn của quá khứ để dám lên đường khởi đầu một hành trình mới, đó chính là một cuộc lên núi thiết thực đối với chúng ta. Dù cuộc leo núi vất vả gian nan, chúng ta tin chắc rằng Chúa đang chờ đợi chúng ta ở đỉnh núi ngài cũng thêm sức và đồng hành với chúng ta trong mọi chặng đường những giờ sống hạnh phúc bên chúa sẽ là sức mạnh nâng đỡ ta trong những khó khăn gian khổ của đời sống núi thánh sẽ trở thành quê hương yêu dấu để tâm hồn ta luôn hướng về dù còn phải vượt qua rất nhiều trở ngại những giờ sống kết hợp với chúa sẽ là nguồn động viên giúp ta chu toàn mọi bổn phận của con người Nhờ thế, khi đã xuống núi rồi, ta vẫn còn mong ước và sẽ trở lên núi mỗi khi có dịp. Càng gần Chúa, kết hiệp mật thiết với Chúa, tâm hồn kia, tâm hồn ta càng trở nên giống Chúa hơn. Amen.